Xung đột Nga-Ukraine liên tục trở thành tâm điểm nóng nhất mặt trận Đông Âu Ukraine xa lầy trong cuộc xung đột tiêu hao ở Kursk Ông Trump bất ngờ tung át chủ bài chiến lược khiến Nga phải dè chừng Giữa lúc căng thẳng dâng cao, Ba Lan đối mặt với thách thức an ninh do các cuộc tấn công tên lửa gần biên giới Trong tình hình đó, buộc quốc gia NATO này củng cố quân sự và tăng mạnh chỉ tiêu quốc phòng trên tiền tuyến, Nga tung video UAV phá hủy khẩu lựu pháo M777 mà Mỹ cung cấp cho Ukraine ở chảo lửa Kharkov. Tổng thống Putin ngay sau đó đã có động thái bất ngờ với cố vấn thân cận của Thủ tướng Ấn Độ về vấn đề Ukraine. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến cục diện xung đột hiện tại? Tiếp tục những diễn biến gay cấn trên bàn tròn chính trị. Tại Mỹ, dư luận đang đặt ra câu hỏi lớn với bà Kamala Harris có phải là bản sao của đương kim Tổng thống Joe Biden trên đấu trường ngoại giao? Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất kế hoạch chấm dứt xung đột ở Ukraine thông qua biện pháp giảm mạnh giá năng lượng. Tại một hội nghị ở New York, Ông Trump tuyên bố sẽ hạ giá năng lượng xuống ít nhất 50% trong năm đầu tiên nếu đắc cử, đồng thời nói Tổng thống Nga Vladimir Putin không thể chiến đấu với giá dầu ở mức 40 đô la Mỹ một thùng. Ông nhấn mạnh giá dầu như vậy sẽ gây áp lực nghiêm trọng lên nền kinh tế Nga và khiến xung đột không thể tiếp diễn. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa tự tin rằng Nga sẽ không thể hỗ trợ các hoạt động quân sự khi doanh thu từ dầu mỏ giảm mạnh như vậy vì phần lớn ngân sách của nước này được hình thành thông qua xuất khẩu năng lượng. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa cũng tái khẳng định tuyên bố có thể đạt được thỏa thuận hòa bình trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức nếu thắng cử. Ngay khi chiến thắng, tôi sẽ gọi điện cho ông Putin và ông Zelensky. Chúng tôi sẽ ký kết thỏa thuận trong vòng 24 giờ. Mặc dù vậy đến nay, Nga, Ukraine cũng như giới chức phương Tây đều tỏ ra hoài nghi về khả năng chấm dứt xung đột Ukraine của ông Trump. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một số lần đã mời ông Trump đến Ukraine để nói rõ về kế hoạch hòa bình và hiểu hơn tình hình thực tế chiến trường. Tuy nhiên, ông từ chối với lý do xung đột lợi ích khi Tổng thống Joe Biden còn đương nhiệm. Trong diễn biến có liên quan, hồi tháng 8, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới chưa từng có vào vùng Kursk của Nga. Mặc dù lực lượng Kiev có những thắng lợi ban đầu, nhưng các mũi tiến công của họ dần chậm lại và đứng yên sau khi Moscow tái bổ sung quân dự bị đến khu vực. Nhà sử học Tarik Cyril Amar nhận định những thắng lợi ban đầu của ukraine quá nhỏ so với những thiệt hại hiện tại chiến dịch ở kursk không khác gì cuộc tấn công cảm tử và kiev sẽ sớm hứng chịu thất bại ông phân tích để đạt được mục tiêu ở kursk quân đội ukraine đã tung vào chiến dịch những đơn vị chiến đấu giàu kinh nghiệm và được trang bị tốt nhất thậm chí huy động lực lượng dự bị còn lại ở các mặt trận khác hầu hết các nhà phân tích đều đánh giá hành động này của tổng thống zelensky không khác gì đánh cược và rủi ro thất bại quá lớn việc gom toàn bộ binh sĩ dự bị đến kursk khiến phòng tuyến của ukraine ở vùng donbass trở nên suy yếu và chúng không thể chống đỡ được các đợt tấn công liên tiếp từ nga theo ông amar ngay từ đầu chiến dịch kursk đã không thể thành công và việc kiểm soát một vùng lãnh thổ nhỏ của nga sẽ không mang lại bất cứ lợi thế nào cho kiev mục tiêu chiến lược duy nhất ở kursk kiev có thể mang ra mặc cả với moscow là nhà máy điện hạt nhân kursk tuy nhiên quân đội ukraine không thể tiến xa hơn khi Nga tái cơ cấu lại lực lượng. Kiev cũng hứng chịu nhiều thương vong khi Moscow sử dụng không quân và tên lửa tập kích vào các vùng hậu cần ở Sumy. Có vẻ như Nga đã chủ động chấp nhận thực tế quân đội Ukraine đứng chân trên Kursk vào lúc này và trong một thời gian nhất định sắp tới. Ông George Bibi, giám đốc phụ trách đại chiến lược tại Viện QIRS, cho rằng Nga đã biến chiến dịch Kursk do Ukraine thực hiện thành cơ hội để Nga đánh tiêu hao binh sĩ và xe thiết giáp Ukraine. Ông Bibi nói, Ukraine đang mất nhân lực, mất xe thiết giáp, mất vũ khí và sử dụng cạn kiệt đạn dược tại Kursk. Theo ông, điều này có lợi cho Nga nên Nga không vội ra tay để chấm dứt hành chiến dịch đó của Ukraine. Theo Đài Phát thanh Châu Âu Tự Do RFE-RL, cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine không chỉ ảnh hưởng đến hai quốc gia này mà còn lan tỏa tác động đến các nước láng giềng, đặc biệt là Ba Lan từ khi xung đột nổ ra. Ba Lan đã bước vào giai đoạn tăng cường chi tiêu quốc phòng mạnh mẽ với mục tiêu củng cố an ninh quốc gia và bảo vệ biên giới. Sự gia tăng các cuộc tấn công của hai bên, bao gồm cả các vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV vào thành phố Lviv phía tây của Ukraine đã khiến Ba Lan lo ngại về an ninh biên giới, đặc biệt khi có tên lửa của Nga rơi gần lãnh thổ nước này. Những cuộc tấn công của Nga vào các thành phố Ukraine, đặc biệt là Lviv, nằm cách biên giới Ba Lan không xa đã buộc Ba Lan phải điều động lực lượng không quân để theo dõi và sẵn sàng đánh chặn. Theo hãng tin Reuters, máy bay của Ba Lan và các đồng minh NATO đã được huy động 3 lần chỉ trong vòng 8 ngày để giám sát và sẵn sàng phản ứng với các tên lửa bay tới từ Nga. Những động thái này không chỉ là sự chuẩn bị về mặt quân sự mà còn phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng của Ba Lan trước những thách thức an ninh gần biên giới. Bộ trưởng Bộ ngoại giao Ba Lan, Radoslaw Sikorski, đã kêu gọi NATO thực hiện nhiệm vụ bắn hạ các tên lửa của Nga khi chúng tiếp cận không phận liên minh lập luận rằng đó là hành động tự vệ chính đáng. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bác bỏ vì lo ngại rằng điều đó có thể dẫn đến gia tăng xung đột giữa NATO và Nga, vấn đề mà liên minh này muốn tránh. Ba Lan, với vai trò là quốc gia đứng ở vị trí tiền tuyến trên sườn phía đông của NATO, đã liên tục phàn nàn về những vụ vi phạm không phận của tên lửa và UAV từ bên ngoài. Sự cố một UAV rơi xuống lãnh thổ Ba Lan vào tháng 8 chỉ là một trong nhiều ví dụ về vấn đề ngày càng gia tăng mà Vác Sava đang phải đối mặt. Trước tình hình này, Ba Lan không chỉ gia tăng phản ứng quân sự mà còn đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng để đảm bảo an ninh. Theo mạng tin Al Ba Lan đã công bố các thỏa thuận quân sự mới trị giá 520 triệu đô la Mỹ nhằm củng cố năng lực phòng thủ. Warsaw cũng đã ký hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la Mỹ để mua 96 trực thăng tấn công Apache từ Mỹ nhằm thay thế cho các trực thăng Mi-24 lỗi thời. Bên cạnh đó, Ba Lan đã mua hàng trăm tên lửa không đối không, AIM-120C, Amram và 48 bệ phóng cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Những động thái này cho thấy quyết tâm của Ba Lan trong việc nâng cao khả năng tự vệ và sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa từ Nga. Hiện tại, Ba Lan đang chi 4% GDP cho quốc phòng, tỷ lệ cao nhất trong số các thành viên NATO và có kế hoạch tăng lên 4,7% vào năm sau. Quân đội Ba Lan hiện có 200.000 binh sĩ, đứng thứ ba trong NATO sau Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ và là quân đội có quân số lớn nhất trong Liên minh châu Âu, EU. Các con số này phản ánh rõ sự quyết tâm của Ba Lan trong việc không chỉ bảo vệ an ninh quốc gia mà còn khẳng định vị thế trong NATO. Vừa qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết chính phủ nước này sẽ không tiếc công sức để điều tra bằng được các hành vi phá hoại đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc Nord Stream. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ZDF khi được hỏi liệu có tin tưởng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau những thông tin về sự dính líu của Kiev trong vụ nổ hay không, Thủ tướng Scholz trả lời tôi có mối quan hệ tốt với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông tuyên bố những thông tin trên phải được điều tra, đồng thời bày tỏ hài lòng khi Tổng công tố viên và cơ quan thực thi pháp luật của Đức đã đạt được tiến triển trong vấn đề này. Người đứng đầu chính phủ Đức quả quyết, chúng tôi khẳng định không che giấu bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để trừng phạt những đối tượng đã gây ra vụ việc đó. Tháng 9 năm 2022, Công ty Nord Stream AG đã thông báo thiệt hại chưa từng có đối với ba đường ống dẫn khí đốt ngoài khơi biển Baltic thuộc hệ thống dòng chảy phương Bắc. Các vụ nổ đã gây ảnh hưởng đến 3 trong số 4 đường ống dòng chảy phương Bắc. Các nhà địa chấn học Thụy Điển sau đó cho biết đã xác định được hai vụ nổ trên tuyến đường ống này hôm 26 tháng 9 năm 2022. Văn phòng Tổng công tố viên Nga đã khởi tố vụ án khủng bố quốc tế với vụ phá hoại này. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đã tiến hành những cuộc điều tra riêng rẽ song từ chối hợp tác với Nga. Thụy Điển sau đó đã tìm thấy những dấu vết chất nổ trên một số vật thể thu được từ hiện trường, đồng thời xác nhận các vụ nổ là hành động cố ý. Thụy Điển và Đan Mạch đã khép lại việc điều tra vào tháng 2 vừa qua, song không xác định được bất kỳ nghi phạm nào. Trong khi đó, hồi tháng 1 năm 2023, Đức tiến hành kiểm tra một con tàu mà nước này cho rằng có thể được sử dụng để vận chuyển chất nổ, đồng thời thông báo với Liên Hợp Quốc rằng các thợ lặn có thể đã được đào tạo để gắn thiết bị nổ vào các đường ống ở độ sâu khoảng 70 đến 80 mét. Hồi tháng 8, công tố viên Đức đã phát lệnh bắt giữ một huấn luyện viên lặn người Ukraine có tên là Volodymyr Z, bị cáo buộc là một trong những thủ phạm đã gài thiết bị nổ vào các đường ống dòng chảy phương Bắc. Đức đã đề nghị bắt giữ nghi phạm này trên toàn châu Âu hồi tháng 6. Được biết, nơi ở cuối cùng của nghi phạm này là Ba Lan. Trong khi đó, Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan cho biết đã nhận được lệnh bắt giữ mà Đức đề nghị song đối tượng này đã rời Ba Lan sang Ukraine từ đầu tháng 7. Các nhà điều tra Đức cũng xác định thêm hai người Ukraine, gồm một người đàn ông và một phụ nữ, được cho là đã làm thợ lặn trong các vụ tấn công. Ông August Hanning, cựu giám đốc cơ quan tình báo Đức từ năm 1998 đến năm 2005, tiết lộ với tờ Die Welt rằng Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky dường như đã đồng ý hợp tác phá hoại các đường ống dẫn dưới nước vì hành động này không thể chỉ là nỗ lực riêng. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Đức yêu cầu Kiev và Vaksava bồi thường thiệt hại sau vụ nổ tại các đường ống dẫn khí nếu phát hiện bất kỳ sự liên quan nào. Cả Ba Lan và Ukraine đều phủ nhận dính líu đến vụ phá hoại trên. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cáo buộc Mỹ và các quốc gia phương Tây từ chối đối thoại, vớt lờ những lo ngại về an ninh của Nga và góp phần làm gia tăng xung đột tại Ukraine. Ông Peskov nói tất cả những điều này đều được Moscow xem xét phân tích và sẽ đặt nền tảng cho các đề xuất thay đổi liên quan đến học thuyết hạt nhân. Là một trong 8 quốc gia trên thế giới công khai tuyên bố sở hữu vũ khí hạt nhân, Nga cũng có bộ quy tắc quy định thời điểm có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga được trình bày trong một sắc lệnh năm 2020 của Tổng thống Vladimir Putin, nói rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị tấn công hạt nhân bởi đối phương hoặc bị tấn công thông thường đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước. Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA Bill Burns kêu gọi phương Tây không nên quá lo lắng trước những cảnh báo hạt nhân cứng rắn từ phía Nga. Ông Burns cho rằng Mỹ từng phớt lờ những cảnh báo leo thang hạt nhân trước đó của Nga trong những năm qua để ủng hộ Ukraine. Ông nhận định điều này chứng minh rằng các mối đe dọa từ Moscow không phải lúc nào cũng nên hiểu theo nghĩa đen. Ông cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin là người sẽ dương kiếm để đe dọa vào mọi lúc Chúng ta không thể để bị đe dọa bởi điều đó. Chúng ta phải lưu tâm đến điều đó. Mỹ đã cung cấp sự hỗ trợ to lớn cho Ukraine và tôi chắc chắn rằng Tổng thống sẽ cân nhắc những cách khác mà chúng ta có thể hỗ trợ Kiev. Giám đốc CIA được hỏi liệu Washington và các nước phương Tây khác có quá lo lắng hay không về nguy cơ làm gia tăng xung đột liên quan tới việc cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công sâu vào Nga. Ông Burns phát biểu, không ai trong chúng ta nên coi nhẹ rủi ro xung đột, và cho biết cia từng nghĩ tới kịch bản nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên chiến trường ở ukraine trong năm đầu tiên của cuộc chiến điều đó cho thấy việc phương tây bật đèn xanh cho ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào nga làm dấy lên lo ngại phương tây sắp vượt qua làn danh đỏ mà moscow đã đưa ra moscow coi việc ukraine dùng vũ khí phương tây tấn công lãnh thổ nga là làn danh đỏ sẽ buộc họ đáp trả bằng mọi phương tiện có thể trong đó có vũ khí hạt nhân lằn danh đỏ mà Moscow đưa ra đã được nhắc đến nhiều hơn sau khi Ukraine thực hiện một cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga. Ông Pavel Luzin, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, CEPA, nhận định rằng Nga cần lấy lại uy thế của mình sau một hành động vượt làn danh đỏ lộ liễu như vậy. Mặc dù phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine dưới hình thức nhỏ giọt theo từng đợt, nhưng điều đó không có nghĩa là dòng chảy viện trợ đã hoàn toàn bị chặn đứng theo mong muốn của Nga, đủ sức buộc Ukraine phải rút lui lực lượng. Kể từ khi bắt đầu xung đột Nga-Ukraine hồi đầu năm 2022, Tổng thống Vladimir Putin và các quan chức Nga khác đã nhiều lần khẳng định Điện Kremlin đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân và có thể sử dụng kho vũ khí của mình nếu cần thiết. Ông Putin nói, nếu hành động của ai đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, chúng tôi cho rằng có thể sử dụng tất cả các biện pháp mà mình có, điều này không nên bị xem nhẹ. Vào tháng 2, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết thế giới sẽ tiến gần hơn đến ngày tận thế nếu các quốc gia phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo mạng tin châu Âu, erective.com, lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga vào Liên minh châu Âu EU đã vượt qua con số nhập khẩu từ Mỹ trong quý 2 năm 2024 đưa tình hình trở lại như trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra năm 2022. Theo báo cáo từ Tổ chức Nghiên cứu Brugan, EU đã nhập khẩu 12,8 tỷ mét khối BCM khí đốt tự nhiên từ Nga so với 12,2 BCM từ Mỹ. Đây là lần đầu tiên sau gần 2 năm nhập khẩu của EU từ Nga vượt qua nhập khẩu từ Mỹ, phản ánh những thay đổi đáng kể trong nguồn cung cấp khí đốt của EU. Sau khi Nga giảm mạnh cung cấp khí đốt do các lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, Na Uy và Mỹ đã trở thành nhà cung cấp chính cho châu Âu. Mỹ đã tăng cường cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG để hỗ trợ EU vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng. Tuy nhiên, các yếu tố như nhu cầu giảm vào mùa hè, các kho chứa khí đốt đầy áp với mức trung bình đạt 92,4% và sự giảm sút trong nhập khẩu từ Mỹ đã dẫn đến việc tăng nhập khẩu khí đốt từ Nga. Ben McWilliams, chuyên gia của Bruggen, cho biết sự sụt giảm này chủ yếu do nhu cầu từ EU giảm đặc biệt là nhu cầu mua LNG giao ngay từ Mỹ. Đồng thời, các quốc gia như Áo, Hungary và Slovakia vẫn duy trì nhập khẩu khí đốt từ Nga theo các hợp đồng dài hạn không linh hoạt, khiến họ khó tìm nguồn cung cấp khác thay thế. Hiện tại, 2 phần 3 lượng khí đốt Nga nhập khẩu vào EU thông qua đường ống trung chuyển qua Ukraine và TurkStream, cung cấp trực tiếp đến các quốc gia trong khối. Một phần 3 còn lại được vận chuyển dưới dạng LNG đến các cảng Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp. Vininisto, nghị sĩ châu Âu từ Phần Lan, nhấn mạnh rằng việc nhập khẩu khí đốt từ Nga đồng nghĩa với việc hỗ trợ nền kinh tế của Điện Kremlin. Ông kêu gọi EU áp đặt lệnh cấm hoàn toàn đối với khí đốt của Nga và hạn chế thị trường xuất khẩu của Nga càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, lệnh cấm toàn diện đối với khí đốt Nga chưa khả thi về mặt chính trị do sự phản đối từ một số quốc gia thành viên EU. Dù vậy, từ năm 2023, các nước trong khối có thể tự đưa ra quyết định cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga Ví dụ, Áo đã cam kết giảm dần sự phụ thuộc vào khí đốt Nga vào năm 2027 như một phần của chiến lược an ninh quốc gia mới. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham cho rằng nền kinh tế của Washington cần tài nguyên thiên nhiên của Ukraine. Do đó, viện trợ quân sự cho nước này phải được tiếp tục cho đến khi Kiev có thể giành chiến thắng. Ông Graham nhấn mạnh người ukraine đang ngồi trên một nguồn khoáng sản trị giá hàng nghìn tỷ đô la mỹ và chúng có lợi cho nền kinh tế mỹ tôi cho rằng nước mỹ nên tiếp tục giúp đỡ kiev cho đến khi họ giành được chiến thắng tuyên bố trên được ông graham đưa ra trong chuyến thăm đến kiev vừa qua thượng nghị sĩ đảng cộng hòa khi ấy cũng có cuộc hội đàm với tổng thống ukraine volodymyr zelensky ông graham cũng ca ngợi những nỗ lực và quyết tâm của ukraine trong cuộc xung đột với nga ông cho rằng nếu nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột này số tài nguyên đó sẽ được chia cho Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Graham từ lâu đã cởi mở về mục tiêu thực sự của Washington trong cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Trước đó, ông Graham cũng mô tả những thiệt hại của Nga ở Ukraine là khoản đầu tư tốt nhất mà Mỹ từng thực hiện. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, ông Dmitry Medvedev cho biết cả chính quyền Kiev và đồng minh phương Tây đều muốn nắm giữ vùng miền đông Ukraine với nhiều nguồn tài nguyên. Ông Medvedev giải thích trong một bài đăng dài trên Telegram rằng, theo dữ liệu nguồn mở, tổng giá trị nguồn khoáng sản trước đây của Ukraine ước tính khoảng 14,8 nghìn tỷ đô la Mỹ, nhưng 7,3 nghìn tỷ đô la trong số này hiện nằm ở Lugansk và Donetsk. Điều đó có nghĩa là gần một nửa tài sản quốc gia của Ukraine trước đây nằm ở Donbass. Ngoài ra, Moscow đã nhiều lần tuyên bố trong suốt cuộc xung đột rằng mục tiêu của họ là bảo vệ phần lớn dân số nói tiếng Nga ở Donbass trước sự đàn áp của Kiev và đảm bảo an ninh của chính Nga trước sự mở rộng của NATO về phía biên giới của nước này. Nga chưa bao giờ lên tiếng về bất kỳ ý định tiếp quản tài nguyên nào của Ukraine, nhưng nhiều lần nhấn mạnh các khu vực cũ của Ukraine đã chọn sắp nhập Nga, bao gồm cả Crimea, phải nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Thưa quý vị, xung quanh cuộc xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến với ngay phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận về những nỗ lực của New Delhi nhằm giải quyết xung đột giữa Moscow và Kiev với Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Donvan, Cố vấn Chính sách Đối nội, Đối ngoại thân cận nhất của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Theo một bài báo được đăng tải mới đây Cố vấn an ninh Dovan đến thăm thủ đô của Nga trong 2 ngày, mùng 10, 11 tháng 9. Trong thời gian ở Moscow, ông Dovan sẽ gặp tổng thống Nga Vladimir Putin và thảo luận về các nỗ lực hòa bình nhằm giải quyết cuộc xung đột nga ukraine đang diễn ra. Theo các nguồn tin, cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ cũng sẽ tham dự một cuộc họp của các quan chức an ninh BRICS và có các cuộc hội đàm riêng với các đại diện của Nga và Trung Quốc. Bài viết về chuyến đi của cố vấn Dovan tới Nga được đưa ra sau nỗ lực ngoại giao lớn của ông Modi nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Hồi tháng 7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến Moscow và nói rằng ông và Tổng thống Putin có thể trao đổi quan điểm về xung đột đang diễn ra tại Ukraine một cách cởi mở. Về phần mình, nhà lãnh đạo Nga cảm ơn Thủ tướng Ấn Độ vì đã cố gắng tìm cách giải quyết xung đột. Tuy nhiên, chuyến đi đã gây ra phản ứng giận dữ từ Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đó là một sự thất vọng to lớn và là đòn giáng mạnh vào nỗ lực hòa bình. Tháng trước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng đã tới Ukraine để hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, trở thành người đứng đầu chính phủ quốc gia Nam Á đầu tiên tới thăm Ukraine trong hơn 20 năm qua. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Modi nhấn mạnh đối thoại và ngoại giao là phương tiện duy nhất để chấm dứt giao tranh. Ông nói với nhà lãnh đạo Ukraine rằng Ấn Độ chưa bao giờ trung lập trong cuộc chiến này, chúng tôi đứng về phía hòa bình. Theo Bloomberg, ông Modi cũng đã đồng ý đóng vai trò truyền đạt thông điệp giữa hai bên. Đầu tuần trước, Tổng thống Nga Putin nói rằng Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ là những bên có thể làm trung gian trong việc giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh một lần nữa, Moscow chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán với Kiev, nhưng khẳng định các cuộc đàm phán này không thể dựa trên một số yêu cầu không thực tế như Ukraine đã đặt ra. Pháp mới đây đã tuyên bố sẽ sử dụng một phần tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga để chi phí cho việc mua vũ khí cho Ukraine. Động thái này diễn ra sau khi Kiev kêu gọi Paris đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí. Các nước phương Tây đã đóng băng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga để đáp trả hoạt động quân sự của Moscow tại Ukraine. Trong khi Kiev và một số nước ủng hộ ở châu Âu liên tục thúc giục tịch thu toàn bộ số tiền này, thì cho đến nay EU vẫn chưa tìm ra phương cách hợp pháp để thực hiện. Tuy nhiên, hồi tháng 6, Ủy ban châu Âu đã nhất trí trích 1,5 tỷ euro, tương đương 1,6 tỷ đô la Mỹ tiền thu được từ các tài sản của Nga để hỗ trợ cho Ukraina. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, Ủy ban châu Âu đã nhất trí với Tổng cục Vũ khí Pháp về việc sử dụng các khoản tiền này để nhanh chóng mua đạn dược, pháo và thiết bị phòng không cho Ukraina từ ngành công nghiệp Pháp với trị giá 300 triệu euro tương đương 332 triệu đô la Mỹ vào năm 2024. Tuyên bố trên nêu rõ đây là cơ hội để tiếp tục thúc đẩy ngành công nghiệp Pháp hỗ trợ Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã tiếp tục thúc giục Pháp, Anh và Mỹ đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí trong bối cảnh lực lượng Kiev không thể ngăn chặn được bước tiến đều đặn của quân đội Nga ở Donbass. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói cần phải đưa ra quyết định cũng như chuyển giao hậu cần kịp thời các gói viện trợ đã công bố. Moscow đã tuyên bố rằng việc các nước phương Tây đóng băng tài sản của Nga ở nước ngoài là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế và tương đương với hành vi trộm cướp. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết vào tháng 6 rằng phản ứng tất yếu của Moscow sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến Brussels. Mặc dù cho đến nay EU vẫn phản đối các yêu cầu từ Kyiv và Washington về việc tịch thu hoàn toàn số tài sản trị giá 300 tỷ đô la Mỹ bị đóng băng của Nga nhưng họ đã đồng ý dùng lợi nhuận từ các tài sản đó để chuyển cho Ukraine. Theo quyết định hồi tháng 5 của Hội đồng châu Âu, 90% lợi nhuận từ các tài sản đóng băng sẽ được chuyển sang Quỹ Hòa bình châu Âu, cơ chế của khối để hoàn trả cho các quốc gia thành viên số tiền đã chi cho việc cung cấp vũ khí cho Kiev, sau đó chuyển sang Quỹ hỗ trợ Ukraine mới thành lập. Trong khi đó, 10% còn lại được chuyển vào ngân sách EU để hỗ trợ các chương trình cho Kiev và ngành công nghiệp quốc phòng của khối. Nga đã nhiều lần chỉ trích sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, cho rằng điều này chỉ khiến xung đột gia tăng và kéo dài. Moscow cũng tuyên bố đáp trả việc phương Tây đóng băng và có ý định tịch thu tài sản của Nga. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov hồi tháng 5 tuyên bố nước này sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng nếu các nước phương Tây sử dụng trái phép tài sản của Nga reuters đưa tin theo báo cáo chi tiêu do bộ quốc phòng mỹ mới công bố cho thấy pennsylvania arizona và texas nằm trong số các tiểu bang được hưởng lợi nhiều nhất từ nguồn tài trợ và đầu tư để trang bị vũ khí cho ukraine trong xung đột với nga giới quan sát cho rằng trong những gói viện trợ khổng lồ hàng chục tỷ đô la mỹ mà chính quyền tổng thống mỹ joe biden công bố chuyển cho ukraine chỉ một phần nhỏ là tiền washington chuyển cho kiev còn lại là dòng tiền được luân chuyển trong nền kinh tế mỹ Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ GAO thông tin, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Quốc hội Mỹ đã tài trợ hơn 175 tỷ đô la Mỹ để các cơ quan nước này hỗ trợ Ukraine trong vấn đề quân sự và dân sự. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, các gói viện trợ quân sự mà Mỹ đã cung cấp đến nay là hơn 55 tỷ đô la Mỹ. Số tiền này được quy động qua nhiều cơ chế. Vũ khí và đạn dược chuyển cho Ukraine thường thông qua quyền rút vốn của Tổng thống, PDA, do quy trình nhanh chóng. Lúc này, Tổng thống Biden có thể phê duyệt lấy vũ khí dự trữ của Bộ Quốc phòng Mỹ và chuyển cho Kiev trong vài ngày. Quân đội Mỹ cũng có chương trình sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, USAI, để mua sắm vũ khí và đào tạo binh sĩ Kiev. Dưới những cơ chế này, Lầu Năm Góc sẽ dùng ngân sách để hợp tác với các nhà thầu quốc phòng Mỹ sản xuất vũ khí, vừa để lấp đầy lại kho dự trữ và chế tạo những vũ khí mới cho Ukraine. Mỹ mới đây đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 250 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ mới nhất này sẽ bao gồm tên lửa phòng không, đạn pháo, vũ khí chống tăng, xe bọc thép và một số thiết bị quân sự khác. Phía Mỹ cho biết số vũ khí này sẽ được triển khai cho Ukraine sớm nhất có thể để giúp tăng cường năng lực phòng thủ của nước này. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách quản lý và nguồn lực Richard Verma đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao Ukraine ở thủ đô Kiev. Hai bên đã thảo luận sự hỗ trợ của Mỹ nhằm giúp Ukraine phục hồi nền kinh tế. Các nhu cầu năng lượng khẩn cấp của Ukraine thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực tư nhân và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Theo tạp chí Times, 90% tiền viện trợ Ukraine đã ở lại đất Mỹ dưới dạng những hợp đồng quốc phòng để các công ty đầu tư nhà máy tạo việc làm cho người Mỹ, qua đó thúc đẩy nền kinh tế nội địa. Trong báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc, bang Pennsylvania đã nhận được nhiều tiền tài trợ nhất để sản xuất vũ khí cho Ukraine so với các bang khác với 2,5 tỷ đô la Mỹ. Các bang Arizona và Texas xếp sau cũng nhận được lần lượt là 2 tỷ đô la Mỹ và 1,8 tỷ đô la Mỹ. Tài liệu đã đưa ra chi tiết hoạt động mua sắm và đầu tư vũ khí cho Ukraine ở hơn 35 tiểu bang của Mỹ. RT đưa tin quân đội Nga đã phá hủy một khẩu lựu pháo M777 khác tại tỉnh Kharkov của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga công bố video mới cho thấy cảnh phá hủy một khẩu lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất tại Ukraine. Quân đội Nga cho biết khẩu pháo này đã bị đạn tuần kích lan xét bắn hạ. Quả lựu pháo được phát hiện trong quá trình tái triển khai tại Kharkov của Ukraine. Cảnh quay bằng máy bay không người lái hồng ngoại do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy khẩu pháo này được một chiếc xe tải kéo đi. Chiếc xe hộ tống được nhìn thấy đang di chuyển trước lựu pháo. Cuối cùng, khẩu M777 đã bị lan xét bắn trúng khi nó đến một khu rừng bên ngoài một ngôi làng. Cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy một đám cháy lớn và các vụ nổ thứ cấp tại địa điểm này cho thấy khẩu pháo và đạn dược của nó bị phá hủy. Lựu pháo M777 cỡ nòng 155mm do Mỹ sản xuất là một trong những vũ khí chính của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Kiev được cho đã nhận được ít nhất là 200 khẩu lựu pháo này từ phương Tây, phần lớn do Mỹ cung cấp, một số lượng nhỏ được Canada và Australia viện trợ. Theo thống kê từ RT, hơn 100 khẩu lựu pháo loại này của Ukraine đã bị quân đội Nga phá hủy Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022, M777 được tập đoàn quân sự BAE Systems sản xuất để thay thế lựu pháo M198 của thủy quân lục chiến và lục quân Mỹ từ năm 2005. Pháo có thể được vận chuyển bằng trực thăng, máy bay vận tải hoặc được kéo bằng các phương tiện vận tải. M777 sử dụng nhiều loại đạn để tấn công các loại mục tiêu khác nhau, với đạn tăng tầm RFB M777 có tầm bắn 30 km với đạn thông minh M982 Excalibur dẫn đường bằng GPS, M777 đạt tầm bắn lên tới 40 km với tốc độ bắn 2 đến 7 phát một phút. Hồi tháng 7, UAV Lancet của Nga cũng được dùng để phá hủy trạm tác chiến điện tử EVK của Ukraine ở hữu ngạn sông Dniep thuộc vùng Kherson. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga thời điểm đó nêu rõ, trinh sát trên không sử dụng máy bay không người lái Zala và đã phát hiện một vật thể phát ra sóng vô tuyến mạnh ở bờ phải sông Dnepr theo hướng sơn. Sau khi tính toán và thu thập thêm thông tin, xác nhận đó là trạm tác chiến điện tử của đối phương, đội vận hành máy bay không người lái đã điều UAV Lancet tiếp cận và tấn công mục tiêu. Lancet là một trong những UAV lợi hại nhất của Nga, được chế tạo để tấn công hiệu quả các mục tiêu của đối phương nằm cách vài chục km. Hãng thông tấn RIA Novosti đăng tải kíp lái T-72B3M của nhóm tác chiến Donetsk đã tiết lộ chiến thuật tác chiến hiện đại để đối phó với xe tăng Abrams của Mỹ và xe tăng Leopard của Đức cung cấp cho AFU. Một xạ thủ xe tăng T-72B3M với biệt hiệu là Klamourny cho biết đầu tiên là sử dụng đạn thanh xuyên giáp dưới cỡ, sau đó là đạn nổ lõm và sau đó là một viên đạn nổ phá mảnh để làm tiêu hao sinh lực đối phương xung quanh phương tiện hoặc bắn hạ Guslia, cách gọi xe tăng Abrams của binh sĩ Nga là dùng đạn nổ phá mảnh để kích nổ khoang đạn trên xe tăng đối phương. Sĩ quan quân đội Nga chỉ ra rằng tất cả các phương án đối phó với xe tăng phương Tây của AFU đã được giáo trình hóa trên các sân diễn tập. Theo chỉ huy xe tăng Kutuzov, T-72B3M có khả năng chống chịu rất đáng ngạc nhiên trước các loại xe tăng của đối phương. Trước đó, tạp chí The National Interest lưu ý rằng Ukraine đã lãng phí thời gian huấn luyện đội xe tăng Abrams vì chúng quá dễ bị tổn thương. Ngoài ra, tài liệu còn chỉ ra rằng Quân đội Nga sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng Kon có thể xuyên thủng xe tăng Abrams ở bất kỳ góc chạm nào. Trao đổi với Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Alexander Batos từ trung tâm phân tích và đánh giá quân sự ngoại giao của liên đoàn các nhà ngoại giao quân sự cho biết, một số yếu tố cơ bản bao gồm kỹ năng của kíp lái và kết quả hoạt động tình báo đã góp phần vào chiến thắng của T-72B3 trong các trận chiến chống Abrams. Theo lời ông Batos, một khía cạnh khác là các chuyên gia kỹ thuật quân sự Nga đã phát hiện rất chính xác những điểm yếu của xe tăng Abrams, từ đó tính toán cách thức cũng như vị trí để T-72B3 khai hỏa hiệu quả nhất. Ông giải thích, cần phải đánh vào khu vực giữa tháp pháo và thân xe để xe tăng bị hư hại nghiêm trọng đến mức không thể khắc phục, sau đó xe sẽ không thể di chuyển trên chiến trường hoặc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu được nữa. Chi tiết cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của T-72B3 được trang bị pháo xuất sắc và thiết bị đặc biệt đã giúp tấn công Abrams ngay từ phát đạn đầu. Khả năng T-72B3 loại bỏ những cỗ xe tăng Abrams tuyệt hảo chỉ bằng một phát bắn cho thấy tính chuyên nghiệp của binh sĩ Nga và sự bất lực của Mỹ cùng các nước phương Tây khi muốn đẩy Nga vào vòng nguy hiểm. Vào tháng 3, trả lời câu hỏi liệu việc những chiếc Abrams bị loại bỏ có ảnh hưởng đến ý tưởng của phương Tây gửi thêm nhiều phương tiện chiến đấu tương tự tới Ukraine hay không. Chuyên gia Batos cho rằng quyết tâm của các nước phương Tây đã bị lung lay. Theo ông, việc những chiếc xe tăng Abrams và Leopard bị loại bỏ là đòn giáng nặng vào khả năng cạnh tranh của các hãng phương Tây. Thứ hai, phương Tây nhận ra rằng các thiết bị quân sự mà họ cung cấp đang được sử dụng trên chiến trường ở Ukraina không theo cách họ trông đợi mà cụ thể là thiết bị quân sự này rất dễ bị tổn thương. Chuyên gia cũng lưu ý nhìn chung, tổ hợp công nghiệp quân sự Nga đang phô trương sự vượt trội của mình. Cả xe tăng cũng như máy bay đều hơn hẳn các thiết bị của Ukraine do phương Tây cung cấp. Nhà phân tích quân sự người Pháp Xavier Titenman nhận định rằng Ukraine đã dùng xa lộ để cất và hạ cánh các máy bay chiến đấu F-16 nhằm tránh bị Nga phát hiện, dù chấp nhận rủi ro về đường băng. Theo đó, thay vì cất cánh từ các căn cứ quân sự không quân Ukraine trên thực tế, dùng một số đoạn đường vốn chỉ dành cho xe hơi và xe tải. Ông Titenman cho biết nhiều đoạn xa lộ ở Ukraine giờ đây đã tháo rỡ những con lươn để làm đường băng. Ông cho rằng Ukraine sẽ thiếu thận trọng nếu sử dụng các sân bay quân sự hiện có để cho F-16 cất cánh vì quân đội Nga đã biết rõ vị trí. Vì vậy, việc sử dụng đường cao tốc hay xa lộ làm đường băng cho chiến đấu cơ sẽ giúp tránh bị phía Nga phát hiện. Cựu phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Tối cao Quân đồng minh châu Âu Michel Jakovlev cho biết một số thành viên NATO cũng đã và đang áp dụng biện pháp tương tự. Tuy nhiên, Ông cũng lưu ý rằng việc cất cánh trên xa lộ có rủi ro cao hơn đường băng truyền thống. Thông tin được đưa ra sau khi Ukraine mất một chiếc chiến đấu cơ F-16 vào hôm 26 tháng 8. Quân đội Ukraine vẫn chưa nêu nguyên nhân, nhưng cho biết máy bay rơi khi tham gia chống lại đợt tập kích đường không ạt của Nga vào hôm đó. Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Ukraine Mariana Bezukla cho rằng tiêm kích F-16 đã bị tên lửa phòng không Patriot bắn hạ do sự thiếu hiệp đồng giữa các đơn vị tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleschak sau đó cũng đã chỉ trích ông Bezukla, khẳng định quân đội đang điều tra sự việc. Sau sự cố rơi tiêm kích trên, cựu tư lệnh Oleschak đã bị Tổng thống Zelensky bãi nhiệm. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng chiếc F-16 rơi dường như không phải do hỏa lực Nga. Một nghị sĩ Ukraine tung ra thông tin máy bay này bị tên lửa phòng không Patriot của chính Ukraine bắn nhầm. Các giả thuyết khác bao gồm lỗi phi công hoặc lỗi kỹ thuật. Ukraine đầu tháng 8 đã tiếp nhận lô tiêm kích F-16 đầu tiên do phương Tây viện trợ. Đây là loại khí tài Kiev nhiều lần kêu gọi đồng minh cung cấp, kỳ vọng giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng vệ trước các cuộc oanh tạc của Nga. Ukraine không công bố số chiến đấu cơ F-16 đã nhận được từ các đồng minh, Con số được cho là từ 6 đến 10 chiếc. Với số lượng ít ỏi như vậy, không quân Ukraine chủ yếu vẫn phải dựa vào các loại máy bay từ thời Liên Xô. Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 11.220 quân nhân, cũng như 87 xe tăng và 74 xe bọc thép chở quân kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đồng thời nói thêm rằng hoạt động phá hủy các đội hình của Ukraine vẫn đang tiếp tục. Tổng cộng, trong cuộc giao tranh ở khu vực Kursk, Ukraine đã mất hơn 11.220 quân nhân, 87 xe tăng, 42 xe chiến đấu bộ binh, 74 xe bọc thép chở quân 624 xe chiến đấu bọc thép, 361 xe, 84 khẩu pháo, 8 hệ thống tên lửa phòng không, 24 bệ phóng tên lửa đa nòng, bao gồm 7 HIMARS và 5 MLRS, 2 xe vận chuyển và nạp đạn, 21 trạm tác chiến điện tử, 7 radar phản pháo, 2 radar phòng không, 8 đơn vị thiết bị kỹ thuật, bao gồm 2 xe phá hủy và 1 xe rà phá bom mìn UR77. Trang tin Avia Pro dẫn nguồn tin từ quân khu phía Bắc của Nga vừa qua cho hay, các đơn vị của Nga đang thực hiện các cuộc phản công ở Kursk, chặn đà tiến của lực lượng Ukraine. Giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine đang diễn ra ác liệt tại khu vực Korenevsky ở Kursk. Phía Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine khoảng 400 m Một điểm nóng giao tranh khác là quận Suzansky. Theo nhà phân tích quân sự Yuri Podolianka, tình hình ở Kursk cho thấy Nga đang dần nắm thế chủ động các đơn vị của Nga đang tích cực dồn ép hai bên sườn khu vực tấn công, khiến lực lượng Ukraine có nguy cơ bị bao vây. Điều đó đặc biệt quan trọng vì các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine đã rút khỏi khu vực này của mặt trận và thay thế bằng đơn vị ít được huấn luyện hơn để giữ vị trí. Ở phần trung tâm của mặt trận, từ các khu định cư Malaya Luknia đến Martinovka, các cuộc tấn công của Ukraine đã suy yếu rõ rệt. Ông Podolianka dự đoán Ukraine khó duy trì quyền kiểm soát các vị trí ở Kursk trong thời gian dài. Theo ông, còn quá sớm để đưa ra kết luận Nga thắng thế, nhưng rõ ràng phía Ukraine đang phải đối mặt với việc thiếu nguồn lực trầm trọng cho chiến dịch đột kích Kursk. Cách đây ít ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về việc phá hủy một khẩu pháo tự hành ra do Pháp sản xuất tại làng Nikolaevo, Darino do Ukraine kiểm soát, nằm gần biên giới. Phía Nga phát hiện thấy khẩu pháo 155mm của NATO và một xe hộ tống đang di chuyển với tốc độ cao qua ngôi làng trước khi tiến vào một khu rừng rậm cảnh quay do quân đội Nga chia sẻ cho thấy địa điểm này đã bị pháo binh Nga nhắm tới với một vụ hỏa hoạn lớn được ghi nhận sau cuộc tấn công. Ukraine mở chiến dịch đột kích tỉnh biên giới Kursk của Nga từ đầu tháng 8. Hiện chưa rõ Kiev huy động bao nhiêu binh sĩ và trang thiết bị quân sự cho chiến dịch này. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo ngay sau đây. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết động thái duy nhất có thể ngăn chặn sự ngạo mạn ăn cướp của Israel là thành lập liên minh các nước Hồi giáo. Theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã cải thiện quan hệ với Ai Cập và Syria nhằm thiết lập mặt trận đoàn kết để đối phó mối đe dọa ngày càng tăng từ chủ nghĩa bành trướng, điều mà ông cho là đang đe dọa Syria và Liban. Ngoại trưởng Israel Kass của Israel sau đó nói rằng phát ngôn mới của Tổng thống Erdogan là lời nói dối và gây nguy hiểm. Ông Kass có nói rằng nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã làm việc nhiều năm với Iran để phá hoại các chế độ Ả Rập ôn hòa trong khu vực. Ông Erdogan đưa ra bình luận trên khi đề cập vụ một phụ nữ Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ tên là Aysener Sagi bị bắn tử vong trong lúc biểu tình phản đối mở rộng các khu định cư tại những vùng mà Israel kiểm soát ở bờ Tây, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và Palestine cáo buộc binh sĩ Israel là thủ phạm. Tổng thống Erdogan đã tiếp đón Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại thủ đô Ankara trong tuần này. Hai bên đã thảo luận về cuộc xung đột Hamas-Israel ở giải Gaza và những cách để hàn gắn thêm mối quan hệ đóng băng lâu dài của họ trong chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Ai Cập trong 12 năm. Mối quan hệ giữa Ankara và Cairo bắt đầu tan băng vào năm 2020 khi Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực ngoại giao để xoa dịu căng thẳng với các đối thủ khu vực, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út. Trong tháng 7, ông Erdogan cho hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gửi lời mời đến Tổng thống Syri Basa al-Assad bất cứ lúc nào để có thể đàm phán nhằm khôi phục quan hệ giữa hai nước láng giềng, vốn đã cắt đứt quan hệ vào năm 2011 sau khi cuộc nội chiến Syri nổ ra. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia phản đối, và lên án gay gắt nhất chiến dịch tấn công tổng lực của Israel vào giải Gaza từ ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023 để đáp trả cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Hamas vào miền nam Israel trong sáng cùng ngày. Cùng với quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao và đình chỉ toàn bộ hoạt động thương mại với Tel Aviv, Ankara còn gia nhập vụ Nam Phi khởi kiện Israel phạm tội ác diệt chủng lên tòa án công lý quốc tế ICJ. Ông Jahia Sare, người phát ngôn của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen cho biết, lực lượng phòng không Yemen đã bắn hạ máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper của Mỹ khi nó đang thực hiện hành động thù địch trên bầu trời tỉnh Marib. Ông Sare cho biết đây là chiếc Reaper thứ 8 bị loại bỏ trong chiến dịch hỗ trợ người dân Palestine ở giải Gaza do nhóm vũ trang Yemen tiến hành từ cuối năm ngoái. Quan chức Houthi chưa công bố bằng chứng cụ thể, nhưng lực lượng này thường đăng video bắn hạ máy bay MQ-9 Mỹ trong những sự việc trước đây. Giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận. Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết Washington chưa nhận được thông tin máy bay MQ-9 nước này bị bắn hạ tại Yemen. Ra đời từ năm 2001 và được sản xuất hàng loạt bắt đầu từ năm 2007, MQ-9 Reaper là chiếc máy bay không người lái trinh sát tấn công hiện đại nhất thế giới. Tính đến thời điểm này, hiện chúng đang được không quân Mỹ sử dụng tích cực tại các điểm nóng trên thế giới có sự hiện diện của quân đội nước này. Ngoài ra còn một số quốc gia đồng minh của Mỹ cũng sử dụng ác điều bầu trời. UAV MQ9 Reaper được điều khiển từ xa qua tín hiệu vệ tinh hoặc thông qua các trạm điều khiển mặt đất truyền thông tin nối tiếp nhau. Nó có khả năng bay liên tục 14 tiếng trên không với 7 giá treo có thể mang theo tới 14 tên lửa diệt tăng Hellfire hoặc tên lửa đối không Stinger. Với các sensor cảm biến quang điện tử radar, MQ9 Reaper có thể tự động tìm kiếm phát hiện theo dõi và dẫn đường chính xác cho tên lửa hoặc bom thông minh tiêu diệt mục tiêu. UAV MQ-9 từng tung hoành trên khắp mặt trận tại Afghanistan cũng như tại chiến trường Syria. Chúng trở thành nỗi khiếp sợ cho lực lượng tăng thiết giáp và bộ binh đối phương trên mặt đất. Tuy nhiên tại Trung Đông, loại máy bay này đang bị gặp nguy hiểm bởi vũ khí từ lực lượng Houthi. Sau khi xung đột Hamas, Israel ở giải Gaza nổ ra từ tháng 10 năm ngoái, lực lượng Houthi đã cảnh báo rằng họ sẽ tấn công vào lãnh thổ Israel Đồng thời cấm các tàu liên quan đến Israel đi qua vùng biển Đỏ và eo biển Bab el Mandeb cho đến khi Tel Aviv chấm dứt hoạt động quân sự chống lại nhóm Hamas. Để đáp trả, Mỹ và các đồng minh đã phát động chiến dịch Prosperity Guardian nhằm đảm bảo cả quyền tự do hàng hải và sự an toàn của giao thông hàng hải ở Biển Đỏ. Sau đó, lực lượng vũ trang của Mỹ và Vương quốc Anh bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công vào các vị trí của Houthi ở Yemen, sử dụng máy bay, tàu chiến và tàu ngầm nhắm vào các mục tiêu của nhóm. Báo Egypt Today dẫn một nguồn tin cấp cao của Ai Cập nói rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang cản trở mọi nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở giải Gaza và thiết lập hòa bình trong khu vực. Nguồn tin cho hay chính phủ Israel đang cản trở nỗ lực của các nhà hòa giải để che đậy những thất bại về chính trị và quân sự trong cuộc xung đột ở Gaza. Trước đó, một nguồn tin cấp cao của Ai Cập nêu rõ các tuyên bố của ông Netanyahu là nhằm đổ lỗi cho các quốc gia khác về thất bại của ông ở Gaza. Tuy nhiên, ông Netanyahu đã nhắc lại tuyên bố của ông về lý do Israel không thể rút quân khỏi hành lang Philadelphia, một giải đất dài 14 km dọc biên giới giữa Ai Cập và giải Gaza. Trong một cuộc họp báo ở Tel Aviv, ông Netanyahu đưa ra những tuyên bố về vai trò trung tâm của hành lang Philadelphia đối với việc cung cấp vũ khí cho Hamas. Thủ tướng Israel đã trình chiếu hình ảnh về các đường hầm được xây dựng bên dưới hành lang Philadelphi, cho rằng các đường hầm này được sử dụng để buôn lậu vũ khí từ bán đảo Sinai của Ai Cập sang Gaza. Các quốc gia Ả Rập trong khu vực, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE, Ả Rập Xê Út, Qatar và Oman bày tỏ ủng hộ Cairo trong tranh cãi với Israel về hành lang Philadelphi dọc biên giới Gaza Ai Cập. Các quốc gia trong khu vực đã phản đối lập trường của ông Netanyahu về hành lang Philadelphia và bày tỏ sự đoàn kết với Ai Cập. Ả Rập Xê Út cảnh báo Israel có thể làm chệch hướng các nỗ lực hòa giải nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Hành lang Philadelphia, chạy dọc biên giới giữa Sinai và Gaza, đã trở thành một công cụ quan trọng trong chiến lược ổn định an ninh của Ai Cập trong thập kỷ qua. Việc mở rộng cửa khẩu Rafah nằm trên hành lang này cho phép vận chuyển hàng hóa, con người, viện trợ nhân đạo và vật liệu xây dựng, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Khi để các trang thiết bị quân sự được đưa vào Gaza tăng cường sức mạnh cho các nhóm vũ trang ở đây. Cairo coi hành lang Philadelphia không chỉ là một tuyến đường biên giới mà còn là đòn bẩy kinh tế và chính trị quan trọng để duy trì kiểm soát và gây sức ép lên Hamas. Do đó, Ai Cập phản đối sự hiện diện của Israel vì lo ngại rằng tình trạng này có thể trở thành lâu dài, làm suy yếu vai trò của Ai Cập và vi phạm các thỏa thuận rút quân đã được quy định trong thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Hơn nữa, Cairo muốn chính quyền Palestine quay trở lại kiểm soát cửa khẩu Rafah để duy trì tính hợp pháp và an ninh khu vực. Ai Cập cũng lo ngại về nguy cơ xung đột vũ trang giữa IDF và lực lượng an ninh Ai Cập cũng như áp lực dư luận trong nước khi bị coi là đồng lõa trong việc thay đổi biên giới Gaza. Theo Tiến sĩ Winter, để giải quyết khủng hoảng và thiết lập ổn định tại Gaza, Ai Cập và Israel cần vượt qua những toan tính chính trị và dân túy. Họ cần khai thác các cuộc đối thoại an ninh đã duy trì nhiều năm qua khôi phục lòng tin và thúc đẩy lợi ích chiến lược chung nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình và bền vững cho khu vực. Mới đây, chiến dịch biểu tình quần chúng chưa từng có trong lịch sử Israel đã được tổ chức tại Tel Aviv và nhiều thành phố lớn khác để kêu gọi chính phủ lập tức tiến tới thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas. Theo truyền thông Israel, trung tâm của chiến dịch biểu tình là đại lộ Begin bên ngoài trụ sở của lực lượng phòng vệ Israel IDF ở thành phố Tel Aviv. Các nhà tổ chức chiến dịch khẳng định cuộc biểu tình tại Tel Aviv có khoảng 500.000 người tham gia là hoạt động biểu tình phản đối chính phủ lớn nhất từ trước đến nay tại Israel. Những người biểu tình tiếp tục mang theo nhiều biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu kêu gọi chính phủ lập tức tiến tới thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas để giải cứu các con tin. Ngoài Tel Aviv, biểu tình cũng đồng loạt được tổ chức tại các thành phố Jerusalem, Haifa, Kfasaba, Besaba, Netania Prison Legion với hàng chục nghìn người tham gia. Đây là chiến dịch biểu tình vào cuối tuần lớn thứ hai liên tiếp được gia đình các con tin và nhiều lực lượng chính trị, xã hội tại Israel tổ chức để gây sức ép buộc chính phủ và thủ tướng Benjamin Netanyahu phải tiến tới thỏa thuận trao đổi con tin với Hamas. Trước đó khoảng 300.000 người cũng đã xuống đường biểu tình với cùng yêu sách. Cuộc biểu tình được tổ chức chỉ ít giờ sau khi quân đội Israel thông báo tìm thấy thi thể 6 con tin tại một đường hầm ở giải Gaza. Các con tin được cho là bị sát hại chỉ ít ngày trước đó, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dân chúng Israel về sự chậm trễ của chính phủ trong việc tiến tới thỏa thuận trao đổi con tin. Cùng với biểu tình quần chúng, hoạt động đình công bắt đầu từ hồi đầu tuần với cùng thông điệp và mục tiêu, cũng đang tiếp tục diễn ra tại nhiều trường học, nhà máy, công sở ở Israel. Theo nhật báo Saba của thổ Nhĩ Kỳ, Iran đã mạnh mẽ phản đối kế hoạch xây dựng hành lang Ganeger tại Nam Caspia sau những thay đổi trong chính sách của Nga, nước hiện ủng hộ tuyến đường vận tải này liên quan đến Azerbaijan và thổ Nhĩ Kỳ. Hành lang này được cho là sẽ làm thay đổi cục diện địa chính trị khu vực, tạo nên những căng thẳng mới giữa các quốc gia liên quan. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Arachi đã phát biểu trên nền tảng X rằng bất kỳ mối đe dọa nào từ phía Bắc, Nam. Đông hay Tây đối với toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng hoặc việc vẽ lại danh giới đều hoàn toàn không thể chấp nhận được và là danh giới đỏ đối với Iran. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Nga cho biết họ ủng hộ thỏa thuận hòa bình giữa Azerbaijan và Armenia, đồng thời nhấn mạnh việc duy trì các liên lạc cởi mở về tuyến đường bộ qua khu vực. Hành lang Zangezur là một phần trong các nỗ lực hòa bình kéo dài hàng thập kỷ giữa Azerbaijan và Armenia. Hai nước đã trải qua hai cuộc xung đột vào những năm 1990 và 2020 vì tranh chấp vùng đất Karabakh. Azerbaijan đã kiểm soát lại vùng đất này trong cuộc tấn công ngắn ngủi vào tháng 9 năm ngoái. Hiện tại cả hai nước đang nỗ lực ký kết một hiệp ước hòa bình, nhưng vấn đề hành lang Zangezur vẫn là điểm nóng trong các cuộc đàm phán. Hành lang này được đề xuất để tạo điều kiện cho Azerbaijan tiếp cận vùng đất Nakhchivan mà không cần đi qua Armenia. Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Iran và Armenia. Tehran lo ngại rằng việc xây dựng hành lang Zangezur sẽ làm thay đổi hiện trạng địa chính trị khu vực, cắt đứt tuyến đường bộ trực tiếp từ Iran đến Armenia và tạo nên một cầu nối địa chính trị từ Thổ Nhĩ Kỳ qua Azerbaijan tới Trung Á. Trong khi Moscow và Baku muốn Nga giám sát và kiểm soát hành lang này, Armenia và Iran kiên quyết phản đối, khẳng định rằng bất kỳ tuyến đường nào được thiết lập cũng phải dưới sự kiểm soát của Armenia. Iran nhìn nhận sự thay đổi lập trường của Nga là một sự hỗ trợ không chính thức cho Azerbaijan trong dự án hành lang Zangezer, điều mà Tehran đã phản đối ngay từ đầu. Theo Bộ Ngoại giao Iran, Tehran đã triệu tập đại sứ Nga tại Tehran, Alexei Dedov, để nhắc lại lập trường của mình và phản đối những thay đổi chính sách của Moscow. Iran đã khẳng định rằng họ đang cố gắng thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực, đồng thời chú ý đến các lợi ích và mối quan tâm chính đáng của các bên liên quan hành lang gian cũng được thổ nhĩ kỳ ủng hộ nhiệt tình tổng thống recep tayyip erdogan đã ca ngợi tuyến đường này là một tuyến đường chiến lược phục vụ lợi ích của tất cả mọi người đặc biệt là azerbaijan armenia và iran ông erdogan nhấn mạnh rằng cả tehran và baku sẽ thoải mái nếu hành lang này đi vào hoạt động tuy nhiên lập trường của thổ nhĩ kỳ đã khiến armenia và iran càng thêm lo ngại về sự gia tăng ảnh hưởng của ankara và Baku tại khu vực. Để đáp lại, Armenia đã đề xuất một dự án thay thế mang tên Hành lang Hòa bình với mục tiêu trao quyền kiểm soát lớn hơn cho Yerevan. Sáng kiến này hướng tới việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông và truyền thông nhằm kết nối biển Caspi với Địa Trung Hải và Vịnh Ba Tư, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy thương mại, năng lượng và con người giữa các quốc gia trong khu vực. Quay trở lại với những biến động địa chính trị trên thế giới được cập nhật trong suốt 24 giờ qua, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Giới quan sát tin rằng thế giới quan và ưu tiên chính sách của bà Harris so với ông Biden có rất nhiều điểm trùng lập nhưng cũng có sự khác biệt đáng kể. Tổng thống Joe Biden tin tưởng mạnh mẽ vào chủ nghĩa biệt lệ của Mỹ và nhìn quan hệ quốc tế theo hướng trắng đen. Cụ thể là cuộc đấu tranh giữa các nền dân chủ và chế độ độc tài Nơi Mỹ luôn là một thế lực vì điều tốt đẹp. Ông Biden cũng tin vào lý thuyết chính trị người vĩ đại, vốn cho rằng những chính khách như ông có thể thay đổi tiến trình các sự kiện thông qua việc xây dựng mối quan hệ cá nhân và sức mạnh ý chí. Ngược lại, bà Harris có khuynh hướng đánh giá các quốc gia dựa trên mức độ tuân thủ pháp quyền và các chuẩn mực quốc tế thay vì hệ thống chính trị hoặc các nhà lãnh đạo của họ. Nhận ra sự cần thiết của việc Mỹ can dự vào các quốc gia bị cáo buộc thiếu dân chủ, và thừa nhận những thiếu sót về mặt dân chủ của chính nước Mỹ. Nữ chính khách này coi khuôn khổ dân chủ đối đầu độc tài là giản lược và phi thực tế. Giới quan sát lưu ý, dù nhất trí với ông Biden rằng Mỹ nhìn chung là một thế lực vì điều tốt đẹp, nhưng bà Harris vẫn cảnh giác với những hậu quả không mong muốn và ủng hộ các cách tiếp cận đa phương hơn là những biện pháp can thiệp đơn phương. Bà cũng tin đi đầu làm gương là cách hiệu quả nhất để Mỹ thực thi quyền lực trong một thế giới đa cực và cạnh tranh hơn. Ở các lĩnh vực chính sách, ông Biden và bà Harris hoàn toàn nhất trí về việc cần hợp tác với Trung Quốc bất cứ khi nào có thể, trong khi vẫn cạnh tranh mạnh mẽ và phối hợp chặt chẽ với các đồng minh về những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Với tư cách là phó tổng thống, bà Harris đã dành nhiều nỗ lực để củng cố mối quan hệ Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ, bốn lần công du đến châu Á và thường xuyên gặp gỡ tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr chính quyền của bà sẽ ưu tiên xây dựng liên minh hơn các biện pháp đơn phương như áp hàng rào thuế quan kiểm soát xuất khẩu và trừng phạt đồng thời tăng cường xoay trục sang châu á vượt ra ngoài cách tiếp cận của ông biden tuy nhiên với cuộc xung đột nga ukraine dù cũng ủng hộ kiev nhưng bà harris nhìn nhận cuộc khủng hoảng theo khía cạnh pháp lý còn ông biden xem xét vấn đề qua lăng kính đạo đức bà harris được tin sẽ ít khả năng gây sức ép buộc ukraine tham gia đàm phán không mong muốn hơn ông biden Đối với xung đột Israel-Palestine, bà Harris nhạy cảm hơn trước những cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế ở giải Gaza và bờ Tây. Bà cũng thường ủng hộ nhà nước Palestine hơn ông Biden. Dù tiếp tục công nhận Israel là đối tác an ninh quan trọng nhất của Mỹ ở Trung Đông và đảm bảo khả năng tự vệ của nước này, nhưng bà Harris sẽ gây thêm áp lực buộc Tel Aviv duy trì luật pháp. Ngoài ra, ông Sergei Samuilov, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu về cơ chế chính sách đối ngoại Mỹ, cũng đã cho biết bà kamala harris về cơ bản là một người nghiệp dư về chính sách đối ngoại nếu bà ấy trở thành tổng thống và có đủ trợ lý giỏi xung quanh bao gồm trợ lý chính sách đối ngoại bà ấy sẽ làm theo lời khuyên của họ theo chuyên gia nga nếu ứng cử viên tổng thống đảng dân chủ kamala harris thắng cử sẽ không có sự cải thiện đáng kể nào trong quan hệ song phương sức mạnh của đảng dân chủ mỹ là bộ máy đảng hùng mạnh của họ bà harris sẽ đi theo con đường của đảng được thiết lập theo cách mà ông joe biden đã hành động tức là ủng hộ Ukraine và đáp ứng lợi ích của ngành công nghiệp quốc phòng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, phương tiện truyền thông, đặc biệt là phương tiện truyền thông hiện đại, Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube, tác động lớn đến quá trình tiếp nhận thông tin của đại đa số người dân toàn thế giới, bao gồm cả nước Mỹ. Chiến thắng của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ đều có sự đóng góp hiệu quả từ những phương tiện truyền thông là công cụ kết nối, lan tỏa, nâng tầm sức ảnh hưởng các ứng viên trong nhiều thập kỷ qua. Đặc biệt, qua hai thập kỷ gần đây, các chiến dịch tranh cử ngày càng chi nhiều vào quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, liên tục cho ra nhiều sản phẩm và hướng đi mới, giúp các ứng viên tỏa sáng và chạm đến đúng những quan tâm của cử tri. Song đi kèm với đó, xuất hiện nhiều vấn đề cạnh tranh không bình đẳng, thao túng và thông tin sai lệch. Theo khảo sát của Pew Research năm 2020 cho thấy, 64% người Mỹ cảm thấy mạng xã hội đem đến ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội, trong đó cao nhất là thông tin sai lệch, chiếm tới 28%. Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều có các chiến lược riêng cho các ứng viên tranh cử Tổng thống tại đợt tranh cử tìm kiếm vị Tổng thống thứ 49 của Mỹ năm 2024. Chiến lược truyền thông như thế nào sẽ tác động đến lá phiếu cử tri? Có 3 yếu tố nổi lên trong chiến lược truyền thông trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Thứ nhất đó là sự hậu thuẫn của các hãng truyền thông và công nghệ lớn. Việc thường xuyên cung cấp các thông tin và hình ảnh tích cực của các ứng cử viên trên các kênh truyền thông và nền tảng mạng xã hội giúp định hướng và thay đổi nhận thức, thái độ của người tham gia đối với các ứng cử viên, giúp lôi kéo sự quan tâm đến những chương trình nghị sự. Thứ hai, các nền tảng mạng xã hội giúp vận động hiệu quả đến nhiều nhóm cử tri. Xét về góc độ hiệu ứng lan truyền, tính hiệu quả trong vận động tranh cử, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến ngày càng chiếm ưu thế so với các phương tiện truyền thống. Thứ ba là các thách thức về bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Ngày càng nhiều phương thức tinh vi thao túng thông tin hơn so với thời kỳ đầu phát triển phương tiện truyền thông hiện đại. Các video giả mạo do AI tạo ra ngày càng khó phân biệt. Những vụ xâm phạm an ninh mạng vào các chiến dịch tranh cử vẫn tiềm ẩn rủi ro khó lường. Ngoài ra, các nguy cơ và rủi ro từ truyền thông mạng xã hội tiếp tục là thách thức lớn cho giai đoạn nước rút và trước thềm đợt bầu cử năm nay, bất chấp các nỗ lực kiểm duyệt của các công ty nền tảng mạng xã hội và các dự luật liên quan đến an ninh mạng. Bất kỳ một sự cố nào xuất hiện ngay thêm bầu cử đều có thể tác động đến lá phiếu cử chi đi bầu. Có thể thấy cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 sẽ là bài kiểm tra quan trọng về khả năng thích ứng đối với các giới trong bối cảnh môi trường truyền thông ngày càng chuyển biến mạnh mẽ trước sự vươn lên của các công nghệ hỗ trợ tiên tiến. Cạnh tranh về truyền thông giữa các chiến dịch tranh cử ngày càng khốc liệt trong vòng 30 ngày trước thời điểm bầu cử. Các ứng cử viên tận dụng tối đa sức mạnh truyền thông để vận động, lan truyền thông tin, hạ bệ và công kích đối thủ. Các phương thức truyền thống được duy trì là kênh cung cấp thông tin có xác thực và các nền tảng truyền thông trên mạng sẽ được phát huy thế mạnh từ AI và các nền tảng mới. Song, thách thức về xác thực thông tin vẫn diễn ra đến khi có các biện pháp trong tương lai xử lý những vấn đề tiềm tàng từ tin tặc và con dao hai lưỡi AI. Hai ứng viên tổng thống của hai đảng là bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang có những thay đổi đáng kể trong cách chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai người vào ngày 10 tháng 9 tới. Điều này được cho là sẽ tạo nên một cuộc đối đầu không chỉ phản ánh hai tầm nhìn riêng biệt cho đất nước mà còn là lối tiếp cận khác nhau khi hai nhà chính trị gia đối mặt với những khoảnh khắc quan trọng. Theo tạp chí Time, Phó Tổng thống Kamala Harris chọn ở yên trong một khách sạn lịch sử ở trung tâm thành phố Pittsburgh tập trung vào việc đưa ra những câu trả lời sắc sảo với thời hạn quy định 2 phút mà ban tổ chức cuộc tranh luận đặt ra. Trong một tuyên bố, phó tổng thống Harris nói rằng bà đã chuẩn bị sẵn sàng trước những lời công kích của ứng cử viên Trump. Bà Harris nói trong một chương trình phỏng vấn trên đài phát thanh có tên gọi là Ricky Smiley Morning Show rằng, chúng ta nên chuẩn bị cho thực tế là ông ấy không cảm thấy gánh nặng khi nói ra sự thật. Ông ấy có xu hướng đấu tranh cho bản thân mình, không phải cho người dân Mỹ và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ bộc lộ trong quá trình tranh luận. Trong quá trình chuẩn bị, bà Harris đã nhờ cố vấn Đảng Dân chủ Philip Rins, một trợ lý lâu năm của cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, đóng vai ông Trump. Trong các câu trả lời sắp tới của mình, nữ phó tổng thống sẽ cố gắng thể hiện mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn ông Trump như những gì bà thể hiện qua bài phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ. Trái ngược với đối thủ, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump công khai thái độ không mấy quan tâm đến việc học hành mài rũa cho vòng tranh luận. Thay vào đó, cựu Tổng thống chọn lấp đầy những ngày trước thềm tranh luận bằng các sự kiện liên quan đến chiến dịch với tiền đề ông biết mình cần phải làm gì khi bước lên sân khấu tranh luận tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia. Cuộc tranh luận hồi tháng 7 giữa ông Trump với Tổng thống Joe Biden đã làm dung chuyển cuộc bầu cử với màn thể hiện kém thuyết phục đối với cử tri của Tổng thống đương nhiệm đã khiến ông tuyên bố ngừng tranh cử và trao ngọn đuốc cho bà Harris. Cả hai chiến dịch của hai đảng đều biết rằng cuộc đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa bà Harris và ông Trump lần này có thể là sự kiện quyết định trong một cuộc đua xích sao. Đã nhiều lần cựu Tổng thống Trump chỉ trích ABC News, ban tổ chức cuộc tranh luận sắp tới giữa ông với bà Harris, tuyên bố rằng ông sẽ không được đối xử công bằng. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định mình sẽ vẫn để cho bà Harris phát biểu, giống như ông đã làm trong cuộc tranh luận với Tổng thống Joe Biden. Các trợ lý của ông Trump cho biết cuộc tranh luận lần này sẽ không khác gì cuộc tranh luận trước cựu tổng thống cũng không có bất kỳ sự chuẩn bị truyền thống nào, không có người đóng thế, không có bối cảnh, không có diễn xuất. Thay vào đó, ông Trump tích cực tham gia các chương trình phỏng vấn, trả lời họp báo, ngồi nghe các podcast dài một giờ và tham gia các sự kiện vận động. Ông Trump cũng thường xuyên gặp gỡ các cố vấn chính sách, các chuyên gia về các vấn đề có thể nảy sinh trong cuộc tranh luận. Trong các phiên họp này, họ cùng thảo luận về các vấn đề, các chính sách của ông Trump khi ông còn đương nhiệm và các kế hoạch mà ông đưa ra cho nhiệm kỳ thứ hai. Trước cuộc tranh luận với tổng thống Biden, ông Trump đã có các buổi họp với những nhân vật đáng chú ý của Đảng Cộng hòa như thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio. Lần này ông đã có các buổi họp với Tulsi Gabbard, người từng làm ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ đã quay sang ủng hộ ông Trump. Bà Gabbard từng tranh luận với phó tổng thống Harris trong cuộc đua năm 2020. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.